Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Thì hôm nay trời rất là đẹp, Uyên Quỳnh đi tới thành phố New Orleans. Đây là một thành phố rất là nổi tiếng của tiểu bang Louisiana này. Và nơi Uyên Quỳnh đang đứng đây là một nơi rất là nổi tiếng. Nơi đây quy tụ rất là nhiều những khách du lịch ở các tiểu bang khác và các nước khác tới đây tham quan. Ở gần đây thì có một khu phố cổ thời Pháp và cạnh bên đó là có cả cà phê Dumont, cà phê rất là nổi tiếng của tiểu bang Louisiana này. Đây là đoạn đầu trong một video rất là dài Uyên Quỳnh sẽ gửi tới các bạn sau. Để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm một nửa. Uyên Quỳnh cũng mong rằng những anh chị cô đơn sẽ sớm tìm được người bạn đời của mình để cùng nhau đi du lịch và hưởng thụ cuộc sống. Vì ở trên đất Mỹ này hoặc là ở nơi đâu cũng vậy, những người cô đơn thì họ buồn bã rất là nhiều. Nào mời cả nhà chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn hôm nay nhé. Rồi em chào chị ha. Rồi chị chào em. Chị chào chào cộng đồng mạng. Chị tên là Hồng Hạnh. Chị sinh là 1967. Chị đừng đưa mặt sát vậy nha, đưa mặt vậy là bị xấu đó. Rồi. Vậy nữa mà em. Rồi chị nói đi. Rồi, chị sinh 1967. Chị đang ở Bình Dương. Dạ. Yeah. Hiện tại chị có làm công việc gì không? Không, hồi đó chị có làm xe. Rồi ông xã chị mất á, là chị nghỉ làm xe. Làm xe là làm gì chị? Làm xe tải em. À, vận chuyển hàng á hả? Đúng rồi, vận chuyển hàng. Chị vận chuyển hàng ở cảng Sài Gòn á. Ông xã chị mất lâu chưa? Ông xã chị mất 8 năm, năm 2014. Dạ, lý do gì sao vậy chị? Trời ơi em. Lý do gì sao ông xã chị mất ha? Ông xã chị bệnh em ơi. Dạ. Anh bệnh nên mất. Giờ chị ở với con chị, với cháu nội. Dạ. Rồi chị có được mấy mấy bé? Hai, chị có hai em. Con chị lớn hết rồi hả? Năm nay là... hả? Con chị lập gia đình hết chưa? Lập gia đình rồi em. Gái lớn chị năm nay là 35 tuổi, sinh 87, thằng nhỏ sinh 92. Chị nghĩ ưu điểm của chị là gì? Ưu điểm chị là người phụ nữ của gia đình, chị thích dọn dẹp nhà cửa, chị nấu ăn. Còn khuyết điểm của chị? Khuyết điểm của chị là chị tin người lắm em. Chị chơi bạn, chị tin bạn lắm, bạn cứ lợi dụng chị dữ lắm em ơi. Chị có thể ví dụ cho em nghe một trường hợp mà chị bị gạt như thế nào? Chị không hiểu. Em nói là chị không hiểu. Chị nói là chị hay tin bạn cho nên bị gạt đó phải không? Đúng rồi, không, nó hay lừa chị, đúng rồi. Chị hay tin bạn là chị bị bạn chị hay nói rồi cái chị nghe. Thì cái chị bị người ta gạt chị à. Dạ, em muốn hỏi chị là chị có thể kể một trường hợp mà chị bị gạt như thế nào? Giống như là ví dụ bạn chị nó mượn chị tiền, nó tới nó họ kẹt tiền, nó tới nó bí thì nó mới đến chị. Còn nếu người ta mà có tiền hay người ta thoải mái, người ta sung sướng, người ta không có đến chị. Nhưng mà rồi người ta mượn, người ta có trả lại cho chị không? Không, không trả cho chị. Vậy đó hả, có công đi đòi đó hả? Trời ơi, đi đòi nữa đó, đi đòi rồi mẹ con té xe, con nằm bệnh viện luôn, thẳng trai nằm bệnh viện luôn á. Ờ, vậy đó. Trời. Chị rồi bây giờ nếu mà chị muốn tìm người bạn cho chị muốn người đó như thế nào? Chị muốn anh đó cũng đơn giản thôi em, tại vì chị cũng lớn tuổi rồi em. Đơn giản được rồi, chứ chị không có nhu cầu gì hết á. Chị có nghĩ là anh đó độ tuổi khoảng bao nhiêu không?
cỡ chị cũng được mà lớn hơn chị nữa cũng càng tốt. Rồi chị coi video của em lâu chưa? Chị coi video em lâu lắm rồi, chị coi video em trước khi mà cái con bé gì mà nó bị trục xuất về Việt Nam đó em. Chị thấy tội nghiệp quá. Con bé đó đó nó nói người ta chỉ cô Uyên á, cô Uyên trời nhớ nó nói lơ lớ cái tiếng Việt mà nó nói nghe dễ thương ghê lắm kìa em. Chị nghe nói cô Nguyên ơi cô Nguyên, người ta chỉ con nó cô là cô Nguyên á, con bé đó đó. Chị coi em trước rồi rồi chị coi tới con bé đó, thì chị coi mấy người bị trục xuất về Việt Nam ở dưới quê em, cũng có làm mấy cái clip cũng coi mấy cái anh đó bị trục xuất về Việt Nam nữa đó. Chị coi em nhiều lắm em. Chị coi nhiều như thế rồi chị có để ý được anh nào trên kênh của em không? Chị có để ý có em. Anh đó video số mấy chị? Anh đó video anh Hùng, ảnh ở Florida, video của ảnh là 1241. 1241. Anh Hùng ảnh ở Florida đó. Chị cảm thấy là chị với anh ấy phù hợp nhau ở điểm nào? Chị nghe ảnh nói chuyện á, chị nghe cũng thật tình lắm. Ảnh nói là với em á là chợ bây giờ mà lên clip mà còn đòi là kiếm người vợ hiền lành làm sao có được em, thì gì đúng đúng không, không có được đâu, cái số người thôi chứ ai cũng muốn hiền lành hết á. Nhưng mà chị nghe anh Hùng ảnh nói mấy câu, chị nói ảnh nói rất là chuẩn luôn á, chị nghe anh nói chuyện chuẩn lắm. Là trong video này chị muốn nhờ em gửi tới nãy là có chị mến mến anh ấy phải không? Giờ đúng rồi đó em, giờ em gửi đến anh ấy giùm chị. Rồi thí dụ anh ấy cảm thấy phù hợp thì rất là vui ha, em cũng chúc mừng cho hai người nữa. Còn nếu mà anh ấy cảm thấy không phù hợp nhau á, thì chị có muốn làm quen với người khác không? Có em. Rồi thí dụ một người mà như thế, một người bạn mà chị muốn tìm kiếm á, thì người đó độ tuổi bao nhiêu thì chị cảm thấy phù hợp với mình? Cỡ chị với lớn hơn chị vài tuổi cũng được, chị không có đòi hỏi gì hết, vài tuổi cỡ chị cũng được, không không sao đâu. Lớn hơn vài tuổi là khoảng bao nhiêu á chị? Đó, ví dụ chị là 55, 62, 60 hay là bằng tuổi chị anh Hùng đó là anh sinh 68 đó em. Anh sinh 68 á. Chị sinh năm sáu mấy? Chị sinh 67. Nhưng mà chị thấy một tuổi thì nó không sao, tuyển hợp là được rồi, chứ một tuổi cũng không có sao. Chị coi clip anh Hùng nhiều lắm á, Yên Quỳnh ơi. Bây giờ Trời ơi, có chị thuộc còn nhớ nhiều lắm đó Yên Quỳnh. bây giờ có thuộc luôn á từng đoạn clip của anh ấy không? Chị coi nhiều lắm á em. Chị rồi thí dụ một anh mà muốn làm quen với chị, anh ấy hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào? Không sao hết, cái đó là lâu lâu là mấy anh đó phải hút thuốc phải uống rượu rồi, không sao đâu em. Trước đây ông xã của chị có hút thuốc uống rượu không? Ông xã chị không hút thuốc, không uống rượu, không cà phê luôn. Vậy đó hả? Trời, tài xế mà không uống rượu, không uống thuốc, không cà phê. Giỏi vậy, lái xe rồi buồn Bây giờ ngủ rồi làm như thế nào? con trai chị cũng giống ba nó luôn á em, không cà phê, không biết uống một miếng bia luôn, tặng trai chị vậy chang ba nó luôn. Con chị có ủng hộ chị đi thêm bước nữa không? Có em, con chị nói chỉnh nó làm cho chị đó chứ. Vậy đó, cưng Em biểu chị chỉnh lại lớn là chị chạy ra kêu con anh chị đó vô ha. chỉnh nó làm cho chị đó. Chị là chị nghỉ hưu đã bao lâu rồi?
Chị anh mất là chị nghỉ 7 năm rồi đó anh. Anh mất 8 năm là chị nghỉ 7 năm. Anh mất xong rồi là bắt đầu chị đâu có làm xe được đâu Yên Quỳnh. Chị phụ nữ mà Yên Quỳnh có chồng thì ảnh có lái xe rồi chị làm được. Còn ảnh mất là chị không có làm luôn. Chị bán hết xe luôn. Vậy đó. Đúng rồi, chị đâu có làm được đâu em. Có mình chị không làm được. Rồi có tài xế không? Mà xe Có, hồi đó chị có tài xế em, ảnh chạy một chiếc, hai cái tài xế chạy hai chiếc mà ảnh mất rồi là chị bán hết luôn chứ đâu có ai coi đâu, thành ra chị không có làm được xe. mất vậy cũng cũng bàng hoàng ha chị ha. Đúng rồi, ảnh bệnh em ơi, anh bệnh anh mất. Sao em ngộ em, anh không hút thuốc, không rượu, không cà phê mà anh bệnh ung thư gan đó Yên Quỳnh. Vậy đó hả? Anh bị ung thư gan anh mất đó. Lúc ông xã chị mất là ông xã chị bao nhiêu tuổi? 56 tuổi. Anh mất 8 năm rồi em. Anh sinh 59 mà anh mất năm 2014. Cũng còn trẻ Yên Quỳnh ơi, làm ăn được dữ lắm Yên Quỳnh ơi. Mà cái bệnh nó ập tới rồi, rồi bệnh mấy năm trời mất luôn. Chị rồi bây giờ một ngày của chị rất là dài thì chị làm công việc gì để cho qua thời gian? Ở nhà chị cứ chơi với cháu nội chị rồi chị làm công việc nhà, chị nấu ăn cho con chị, tụi nó đi làm á em. Ở nhà chơi với cháu nội rồi đi làm công việc nhà đồ cho con, chứ giờ chị có hai đứa con à, giờ đó giờ ở nhà giúp con vậy thôi. Mà cũng buồn Nguyễn Quỳnh ơi, mà con nó cũng nói mẹ đi tìm bạn cũng được nó mẹ ơi, đừng cho mẹ vui. Chứ tụi nó có gia đình thì tụi nó riêng phận tụi nó hết rồi. Con chị cũng ở gần chị hả? Đúng rồi, nó gần chị mà. Rồi con gái chị cũng có cũng lập gia đình rồi cũng ở gần đó luôn. Đúng rồi, cũng gần luôn. Rồi thời gian rảnh rỗi chị có khi nào đi du lịch những nơi gần gần xa xa gì không? Không có, chị lúc trước chị không có chưa có cháu nội chị á, thì chị có đi, chị đi chùa, chị đi đây đi đó, rồi chị đi đường bộ mà chị đi xe, chị đi từ đây đi Hà Nội ghé nhiều chỗ chị đi chơi lắm, chị hay đi lắm, ở dưới miền Tây miền gì là chị đi hết rồi đó, Vậy đó. thậm chí nước ngoài chị cũng có đi chơi, đi du lịch chơi rồi đó Yên Quỳnh ơi. Chị đi được nước nào rồi? Chị đi Mỹ rồi đó em, chị ở Chicago đó em, chị qua Chicago đó Yên Quỳnh ơi, chị xuống sân bay O'Hare đó. Ồ, vậy đó. Ồ, chị đi cũng nhiều chỗ lắm Yên Quỳnh ơi, chị qua Mỹ rồi mà. Chị có gia đình ở Đi bên du lịch. Mỹ hả? Chị đi du lịch. Đi theo tour hả? Đúng rồi, chị đi du lịch đó em. Nhưng mà gia đình chị có ai ở bên Mỹ không? Có Yên Quỳnh ơi. Có khi Em, nào gia đình chị chị bên Mỹ đông lắm Yên Quỳnh. vậy đó Trời, mà sao chị gia không đình nhờ chị gia bên đình Mỹ làm đông. mai cho chị? Không, chị thấy cái kênh của em á, chị coi lại như chị thích thích đó em. Chị cứ nằm chị cứ sợ chỗ cái tivi, em nói thiệt với em nha, chị coi nát cái tivi luôn á em Quỳnh. Cái em ra cái clip nào là có chị, em ra cái clip nào có chị, mới 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 tới số bao nhiêu có chị hết luôn, chị biết em ra tới số bao nhiêu luôn á em Quỳnh. Vậy đó. Còn nhiều Em vậy ra luôn tới số mà. 1.360 mấy rồi đó yêu Quỳnh. Chị biết hết cái anh mà vườn nho đó là em ra clip sau này luôn á, chị coi clip em dữ lắm Nguyên Quỳnh ơi. Trời ơi, coi nhiều như vậy luôn mà chỉ để ý được anh Hùng đó cũng có phước quá Thiệt luôn á em, chị coi nhiều lắm em, ha. chứ chị thấy có cái hoàn cảnh của cái anh mà số 991 của anh cho Yên Quỳnh, bà xã mất á, mà bị cũng như bị ung thư mà bả giấu đó Yên Quỳnh, ảnh kể mình thấy mình cũng thấy tội. Là chị bệnh mà chị không dám nói đó Yên Quỳnh, chỉ có cái mục bên hông với Yên Quỳnh, anh thấy cái áo ướt anh hỏi chị mà chị không dám nói Yên Quỳnh à. Nó chị coi cái anh đó nữa đó Yên Quỳnh. Mà thấy ảnh nói ngày ảnh làm tới hai chớp rồi, thấy cũng cực quá trời luôn, bên Mỹ mà làm ngày hai chớp rồi thấy ảnh bận rộn dữ lắm. Rồi chị qua bên Mỹ này á, chị qua chơi được bao lâu?
Chị đi qua chị chơi được hơn một tháng. Rồi chị thấy Chị cuộc đi được sống ở hơn một bên tháng. đây, chị thấy cuộc sống ở bên đây có khác gì với ở Việt Nam nhiều không? Khá nhiều lắm chứ em. Cuộc sống bên đó nói cho em Quỳnh nghe nè, nếu mà bước chân qua đất Mỹ chịu đi làm, chị đã đi qua đó rồi chị biết cuộc sống bên đó luôn, phải chịu đi làm. Chứ còn nếu mà nó mà sống như nước ngoài đồ á, là mà nước ngoài ai cũng đi làm, đâu có ai ở nhà đâu Yên Quỳnh. Trời, chị thấy không có ai ngoài đường Yên Quỳnh ơi. Chị thấy toàn là xe hơi không, thì một người Việt Nam mà nói chuyện không bao giờ có, không bao giờ có luôn á Yên Quỳnh. Chị thấy gì đâu mà xe hơi không, mà chứ không có người Việt Nam đâu. Nhưng mà chị đi qua bên đất Mỹ đó đó, chị đi Chicago, chị xuống cái chợ chợ Việt Nam, chị xuống cái chợ là chợ của Việt Nam đó, thành ra cũng nhiều người thì cũng vui lắm Yên Quỳnh ơi. Vậy đó. Đó cái chợ cho đâu thao đó ở Việt ơi Việt Nam đó, Gia đình của chị chị là đi ở gần xuống Đao chợ Thao đó. Downtown đó, ở gần đó, chị đi xuống đó đó. Trời ơi, dữ dằn lắm Quỳnh ơi, đi không biết một chữ tiếng Anh luôn mà đi ghê gớm lắm Quỳnh ơi. Nhảy lên xe bus được đi, lanh lắm Quỳnh Quỳnh ơi, không ngờ người ta tưởng, người ta nói chị, trời ơi, tưởng chị định đi qua đây 7 năm rồi đó. Trời ơi, không dám đâu, mới qua được, đâu phải đi đi lưu đâu, đi du lịch và sao mà 7 năm. Trời ơi, chị ơi, chị đi, trời ơi, xe bus xe lửa chị nhảy lên luôn, tại vì ở chợ đó nó có cái đường rầy xe lửa đó em, ở Chicago đó nó có cái đường rầy xe lửa đó. Đi chợ Chị mình đi luôn vô mấy hả? cái chợ Việt, chị đi vô chợ Ấn Độ rồi chị đi giữ đi nhiều lắm em ơi. Chị đi ra mấy cái tiệm nail đồ, chị đi chơi, chị đi coi đồ tiệm này tiệm kia đồ. Chị có thằng em nó đàn ở bên Mỹ đó, là nó hay đi cái kênh nó đi hát ở mấy cái mà sòng bài đó em, mấy cái dạ vũ ở sòng bài nó hát xong rồi cái là ở đó người ta mình đi coi coi xong người ta lì xì cho mình mấy trăm đặng mình vô casino quá mà. Nó chở chị đi nhiều lắm, nó chở chị đi nhiều chỗ lắm, vô đó ăn bò đồ ngon lắm em ơi. Chị đó chị đi qua bển chị cũng đi dữ, chị đi qua bên đó rồi em ơi. Chị thấy cuộc sống đó là nếu mà chị về bước chân qua Mỹ là không bao giờ chị ngỡ ngàng, chị không có ngỡ ngàng. Chị đã biết rồi, chị đã qua tới đất Mỹ rồi, chị không có ngỡ ngàng. Chị qua đó là năm mấy? Chị qua đó là năm 2008. Chị có dự định là đi qua du lịch lại nữa không? Chị hả? Thì em hỏi là chị muốn đi qua du lịch nữa không á hả? Dạ, chị có ý định là đi qua đi du lịch lần thứ hai không? Không, chị muốn bây giờ đó là đi đi luôn cũng được, đi qua đi lại. Đi qua đi lại. Chứ đã mình đã đi du lịch, mình đã đi chơi rồi thì giờ mình biết đất Mỹ rồi đó Yên Quỳnh. Mình biết rồi em. Thì giờ là chỉ có muốn thí dụ có bạn đồ này kia là coi như là mình có cái cuộc sống, thí dụ mình di ảnh thí dụ cùng đi làm chơi đồ này kia, rồi ảnh muốn về Việt Nam ảnh chơi thì đi về đồ này kia. Chị cũng thích như vậy đó Yên Quỳnh, chứ chị cũng còn thích đi làm lắm. Chị rồi thí dụ á mà anh đó với chị mà hợp nhau á, nếu mà anh ấy muốn về Việt Nam sống á, thì sẽ ở chung nhà với con chị luôn hả? Được chứ, ở chung với con chị, còn mẹ ở riêng, con ở chung con chị ở riêng cũng được mà, con chị ở gần chị mà. Là chị ở nhà riêng chứ không có ở chung với con. Đúng rồi. Nếu mà yêu lại lần nữa, chị có muốn người yêu có tính lãng mạn Có chứ em. không? Trời ơi, phụ nữ là thích lắm luôn á em, thích cưng chiều rồi chiều chuộng đồ này kia, thích chứ, thích lắm á. Chồng chị là hồi đó ảnh cũng ga lăng lắm á em, cưng lắm chiều chuộng lắm. Cha mẹ của chị còn không chị? Ba của chị mất rồi, mẹ chị còn em, Mẹ chị ở Việt Nam hả, ở bên Mỹ? mẹ chị ở Texas. Ồ.
Ủa mà tại sao gia đình chị không bảo lãnh chị đi vậy? Sao ba mẹ chị không bảo lãnh chị đi? Mẹ chị lớn tuổi và con chị ở đây nữa, thành ra là mẹ chị già rồi, mẹ chị đâu có quốc tịch đâu Yên Quỳnh. Hồi đó ông anh chị bảo lãnh mẹ chị, mà mẹ chị giờ là 80 mấy tuổi rồi. Không, em thấy em nói hồi hồi trước kìa, mẹ chị mới đi thôi hả? Không, mẹ chị mới đi đây à, tại hồi xưa đó ông anh thứ ba chị bên đó, nhưng mà ảnh nói qua bên Mỹ cũng thấy cực quá, thành ra ảnh không dám bảo lãnh bà già đi, sợ bà già qua bển buồn. Ảnh nói vậy đó, mà đúng sự thật luôn á, mẹ chị qua bển là mẹ chị cũng cảm thấy buồn lắm Yên Quỳnh, mà chị cũng biết, chị qua tới bên đó rồi chị biết già ở bển buồn lắm Yên Quỳnh ơi. Giờ đúng rồi, lớn tuổi ở đây buồn á. Đúng rồi, bởi vì mẹ chị có nhà ở Việt Nam nữa, mà nhà bà già còn ở đây nữa đó, bà già cứ đi về vậy đó Yên Quỳnh. Mùa lạnh là bà già lại về Việt Nam, còn qua đi 3 tháng vậy đó, và cái qua cái bà đi qua bển cứ vậy đó. Nhưng mà lúc sau thì thứ ba là ở Chicago, lạnh lắm em ơi, Nhưng mà lạnh lớn lắm. tuổi rồi mà vẫn đi tới đi lui được hay à. Dạ mẹ chị, trời ơi em ơi, chị đi máy bay sao chị ngán quá Yên Quỳnh ơi, ngồi nó dài mệt quá, mà mẹ chị đi hay lắm Yên Quỳnh, vậy mà ngồi máy bay đi qua đi lại tỉnh bơ à. Chị cũng nói, chị nói trời ơi sao má đi vậy không biết mệt, má nói không, mẹ ơi đang thích đi về, thành ra cảm thấy không có tao đang muốn về Việt Nam chơi, thành ra tao cảm thấy không có mệt. Biết sao bên Mỹ á em, về ăn Tết bên Mỹ rồi buồn lắm Yên Quỳnh ơi, không có phải như Tết Việt Nam đâu. Cho nên Việt Kiều thích về quê nhiều. Đúng rồi, đêm giao thừa cái mình chạy tới nhà anh em rồi cái mình ngồi đó, cái mình chờ là bắn pháo bông rồi ngồi đó trong nhà đó rồi chơi rồi ăn uống rồi cái đi về. Bên Mỹ buồn lắm, bên Mỹ ăn Tết không có dài như ở Việt Nam, buồn lắm. Chỉ có ăn cái Tết ở bên Mỹ một lần, Tết ở bên Mỹ Ăn lần là thôi không muốn ăn nữa phải không? buồn lắm em ơi, không có phải đi chợ, không có tung tăng đồ như ở đây. Tết Việt rồi. Nam em thích mấy ngày gần Tết thôi, mấy ngày gần Tết đi chợ hoa rồi đó, rồi đi mua Đúng sắm rồi, đi chợ đồ á vui em. Còn bên Mỹ buồn không, bên Mỹ đó em, Cali đó Yên Quỳnh, y cũng chợ hoa y như Việt Nam Yên Quỳnh ơi, Vậy đó nhưng mà cái cuộc sống nó cao quá đi, cũng ít có người dám ở, không dám ở chứ không phải là nói là mình chê Cali đâu Yên Quỳnh, Dạ đúng rồi. không dám ở, nói thẳng luôn người Việt Nam mình nói, chị nói thật tình luôn á, là mình không dám ở, tại vật chất cái gì nó cũng mắc em, thích lắm ở chợ đó, cái gì cũng có hết, đồ ăn ngon lành lắm mà không dám ở. Chị rồi chiều cao của chị là bao nhiêu? chiều cao chị 1m52 em. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là sau Ok. video này sẽ tìm cho chị một nửa yêu thương ha. Chị có lời nào chào khán giả không? Có, em chị chào khán giả, chị xin chào Yên Quỳnh và chị chào cộng đồng mạng. Ba chị good night chị nha. Rồi, rồi, bye bye em.